Em xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Em tên là Lê Hoàng Anh, học sinh lớp 81, trường trung học cơ sở Phan Đăng Hồ. Đến với buổi hội thi an toàn giao thông trên mặt trời ngày mai dành cho học sinh cấp trung học cơ sở năm học 2022-2023, em đăng ký dự thi câu chuyện Ai Nhanh Hơn được em cảm tác từ truyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ. Tay cô kỳ thú năm nay chị Thỏ nhỉ? Đúng vậy. Kiểu này đi thi thì trên đường đua ta ăn chắc. Đúng rồi, chị Thỏ là thay cô kỳ thôi nhất. Không có đường nào phải nói. Người nói quá, đúng thiệt. Ta không chỉ chạy xe nhanh mà còn biểu diễn được nữa. Diễn sao vậy chị Thỏ? Ta có thể chạy bằng một tay nè, một chân nè, cả hai tay ta nữa. Mà ngươi cứ theo ta đi, ta sẽ chỉ cho bài kinh nghiệm. Phải tham gia chứ, nếu kể ta đây thì cuộc thi này còn gì thú vị nữa. Có kể ta là chị Thỏ ở đây thì con đường kia làm sao mà thắng được. Đúng, ta sẽ là người chiến thắng, còn Rùa là kẻ thua cuộc. Các môn thủ ơi, hãy tập trung lại đây nào. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức vòng chung kết của cuộc thi tay đua kỳ thú trong khu rừng xanh yêu dấu của chúng ta. Và tôi trân trọng giới thiệu thí sinh đầu tiên, đó chính là Rùa Mr. Turtle. Hello everybody. Xin chào các bạn. Trời, nó chậm còn nói tiếng Anh nữa chứ. Và sau đây tôi xin tiếp tục giới thiệu thí sinh thứ hai, đó chính là Miss Rabbit from Jungle. Và thí sinh thứ ba đó chính là Mr. Monkey. Vậy cuộc thi tay đua kỳ thú ngày hôm nay xin được phép bắt đầu. Quan tâm đến người bị nạn, đi đúng phương đường của mình,
không lạng lách, vượt ẩu, thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn, đúng không các bạn? Chúng ta hãy nhớ, an toàn là bạn, tai nạn là thù.